Shop Club xin giới thiệu một không gian mới sau khi cải tiến. Phía trước các bạn là những chai rượu Armagnac rất cổ xưa. Đặc biệt ở đây là có một chai Armagnac được mệnh danh là cổ nhất Việt Nam 1885 hoặc chai 1900 123 năm. Và cái cặp Armagnac hàng đầu chai một chai Petrus, một chai vàng rất đặc biệt 1973, ví dụ vậy. Đây là những chai vàng hàng đầu thế giới, hàng đầu của Pháp các bạn ạ. Đây là một cái không gian rất là nhẹ nhàng ấm cúng. Đây là một cái bàn tiệc các bạn. Thì ở đây họ ở đây mình bày chuyên đề những cái đồ của Pháp, ví dụ như xe đạp Poro, bức tranh chuyên đề xì gà. Đây là toàn bộ không gian bàn tiệc, có những chai rượu, hàng trăm chai rượu các loại hàng đầu thế giới đều có mặt ở đây. Đặc biệt là không gian đây có một bộ quạt trần Tiffany rất là có tiếng, nổi tiếng, những đàn chuông của Pháp và những cái đồng hồ của Pháp, đặc trưng của Pháp. Trước là một cái bản đồ các vùng rượu vang của Pháp. Mời mở cái không gian bàn tiệc vậy. Về không gian về xì gà thì đây đặc biệt có những cái thùng gỗ sồi trực tiếp mang Pháp về để ủ rượu nếp Việt Nam. Đây là toàn bộ không gian của khu vực thứ hai, quầy ba rất nhẹ nhàng và nấu xì gà rất nhẹ nhàng. Đây có tụ xì gà cũng rất là nhiều điếu nổi tiếng. Hôm nay tôi trưng bày những hộp xì gà cũng hàng đầu thế giới. Đây là hộp xì gà hàng đầu thế giới trưng bày. Đây là một xì gà rất là dài, đặc biệt dài gần nửa mét. Đây là một xì gà của hãng Alfonte Duro 20 năm, kỷ niệm 20 năm thành lập. Và những hộp xì gà hàng đầu. Không gian rất là nhẹ nhàng, đặc biệt ở đây rất thích hợp những bữa tiệc nhỏ khoảng độ tầm 20 người. Không gian rượu vang và xì gà ấm cúng. Có những chai rượu năm sinh và những cái không gian để yên tĩnh nhẹ nhàng và thư giãn. Đây là toàn bộ không gian của Shop và Club Hà Nội. Nơi có thể gọi là một cái bảo tàng rượu, chứa đựng rất nhiều chai rượu ở thế giới và các vùng khác nhau của chúng ta. Xin phép giới thiệu với các bạn.